Cô Hằng xin chào tất cả các bạn nhỏ trường Mầm Non Gia Thụy. Chào mừng các con đến với hoạt động tạo hình ngày hôm nay. Với đề tài ghép hình tạo thành phương tiện giao thông, trước khi vào giờ học, cô mời các con cùng hát và vận động theo bài hát Hình và Khối nhé. Sân mỗi ngày chỉ cần một nét vẽ uốn cong tuyệt công rất dễ dàng. Nào mình cùng nhau nhớ nhé tên gọi của các hình. Nào mình cùng nhau nhớ nhé tên gọi của các hình. Kia hình tam giác giống như một chiếc mái nhà. Chỉ cần ba nét nối với nhau là ta sẽ của các hình. Vừa rồi, các con vừa được hát và vận động theo bài hát Hình và Khối. Trong bài hát có nhắc đến hình nào các con nhỉ? À, trong bài hát có nhắc đến hình vuông, hình tròn, hình tam giác và hình chữ nhật đấy. Bây giờ, cô mời các con cùng ôn lại bài với cô về hình vuông, hình tròn, hình tam giác và hình chữ nhật nhé. Đầu tiên, hình gì có thể lăn được? À, đó chính là hình tròn đấy các con ạ. Tiếp theo, hình gì có bốn cạnh bằng nhau? Đúng rồi, đó chính là hình vuông. Cô đố các con biết, hình gì có ba cạnh, ba góc? Chính xác, đó là hình tam giác. Còn hình gì có hai cạnh dài, hai cạnh ngắn bằng nhau? Đó là hình chữ nhật đấy các con ạ. Cô xin chúc mừng những bạn có câu trả lời chính xác nhé. Và bây giờ mời các con đến với hoạt động thứ hai có tên ghép hình tạo thành phương tiện giao thông. Với những hình hình học mà cô và các con vừa được ôn tập thì bây giờ cô đã ghép được thành những phương tiện giao thông như sau. Chúng mình hãy cùng quan sát nhé. Đây là phương tiện giao thông gì hả các con? Đúng rồi, đó chính là ô tô tải đấy.
chiếc ô tô tải này được cô ghép từ nhiều hình khác nhau. Cụ thể, cô sử dụng hình chữ nhật màu xanh dương đứng làm đầu xe. Hình chữ nhật màu xanh lá cây nằm ngang tạo thành thân xe. Hình vuông màu vàng làm ô cửa. Còn bánh xe thì cô sử dụng hai hình tròn màu đen để giúp xe có thể di chuyển được đấy. Các con có nhớ ô tô là phương tiện giao thông đường gì không? Đúng rồi, ô tô là phương tiện giao thông đường bộ đấy. Tiếp theo, các con hãy cùng quan sát xem đây là phương tiện giao thông gì nhé. À, đó là chiếc tàu hỏa. Cô đã sử dụng hình vuông và hình chữ nhật đứng màu xanh lá cây để làm đầu tàu. Những hình chữ nhật nằm ngang như hình chữ nhật màu đỏ, hình chữ nhật màu xanh dương để làm các toa tàu. Và cô đã sử dụng hình vuông màu vàng để làm các ô cửa. Tất nhiên rồi, một bộ phận không thể thiếu để tàu có thể di chuyển được đó chính là bánh xe. Ở đây, cô đã sử dụng hình tròn màu nâu để làm bánh xe giúp tàu có thể di chuyển được đấy. Tàu hỏa là phương tiện giao thông đường sắt. Tiếp theo, các con hãy cùng quan sát xem đây là phương tiện giao thông gì nhé. À, đó chính là thuyền buồm. Chiếc thuyền buồm này được cô ghép từ hình chữ nhật và hình tam giác. Cô sử dụng hình chữ nhật màu nâu nằm ngang cùng với hai hình tam giác màu vàng tạo thành thân thuyền. Còn ở phía bên trên, cô sử dụng hai hình tam giác màu xanh dương để tạo thành cánh buồm đấy. Thuyền buồm là phương tiện giao thông đường thủy. Để giúp các con dễ hiểu hơn, cô mời các con hãy chú ý lên quan sát xem cô làm mẫu nhé. Chuẩn bị một số đồ dùng sau: giấy màu, cắt hình, hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật với những kích thước khác nhau đã chuẩn bị sẵn. Kéo này, hồ dán và tăm bông. Để làm được ô tô tải, cô sẽ chọn hình chữ nhật. Cô chọn hình chữ nhật màu xanh. Cô đặt đúng hình chữ nhật làm đầu xe. Sau đó cô chọn hình chữ nhật nữa màu đỏ làm thùng xe. Hình tròn, cô làm bánh xe này. Và cô chọn một hình chữ nhật nhỏ màu cam để làm cửa xe. Sau khi xếp xong, cô lấy hồ để dán. Trước tiên, cô sẽ dán đầu xe trước. Cô dùng tăm bông để lấy hồ dán. Sau đó, cô sẽ dán thùng xe. Rồi, cô dán đến bánh xe. Cuối cùng, cô sẽ dán cửa xe. Cô đã được chiếc ô tô tải rất là đẹp, đúng không nào? Và tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các con làm bức tranh chiếc thuyền buồm nhé. Cô sử dụng hình tam giác to màu vàng để làm thân thuyền. Cánh buồm, cô lấy hai hình tam giác nhỏ. Cô lấy hình tam giác màu xanh lá và hình tam giác màu cam. Sau khi xếp xong, cô dùng hồ dán để tạo thành bức tranh. Cô dán thân buồm trước.
Sau đó, đến cánh buồm. Cô đã được bức tranh thuyền buồm rồi. Vừa rồi, cô Hằng đã hướng dẫn các con cách chắp ghép các hình để tạo thành các phương tiện giao thông rồi. Ở nhà, các con hãy chắp ghép các hình để tạo thành các phương tiện giao thông mà chúng mình thích nhé. Khi làm xong, các con nhớ phải cất dọn đồ dùng và rửa tay sạch sẽ nhé. Các con nhớ là nhờ bố mẹ chụp ảnh lại gửi lên Zalo nhóm lớp cho cô và các bạn cùng xem nhé. Buổi học của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các con.